Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Dòng sản phẩm ZenBook của Asus luôn gây ấn tượng với người dùng, trong đó phải kể tới ZenBook 14 OLED Gen 12 mã UX3402, sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ, cùng hiệu suất mạnh mẽ với con chip thế hệ thứ 12 mới nhất của Intel, đồ họa Intel Iris Xe, và đặc biệt mang tới trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo. Giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé! Có thể thấy thì với sự trở lại lần này thì Asus đã thay đổi thiết kế trên dòng ZenBook của mình. Thay vì giữ nguyên thiết kế đường tròn đồng tâm đã quá quen thuộc thì bây giờ đã thay bằng một mặt phẳng lì với chữ A cách điệu từ những đường nét nhấn nhá lấp lánh. Chữ A này là logo Asus thiết kế để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hãng. Phía bên dưới sẽ là dòng chữ Asus ZenBook nhỏ xinh đặt ở góc trái của máy. Cá nhân mình thì rất thích sự thay đổi này. Có thể thấy thì Asus đã có một sự nâng cấp về mặt thiết kế cho phiên bản mới này, tối giản, tinh tế và sang trọng hơn rất là nhiều với tông màu xám bạc hiện đại. Bề mặt máy được hoàn thiện phẳng mịn, cảm giác sờ khá thích tay và cảm nhận được chất liệu cao cấp. Một điểm nữa về thiết kế mà mình cũng rất ấn tượng chính là ở hai bên phần bản lề, thiết kế đường tròn đồng tâm vẫn được Asus sử dụng trên thiết kế của mình, như một lần nữa khẳng định lại thương hiệu Asus ZenBook và vẫn giữ nguyên được đặc trưng của dòng Asus là bản lề Egolith. Với phiên bản lần này thì Asus trang bị thêm hai feet cao su để tránh cho phần cạnh màn hình tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn, tránh làm xước máy. Bản lề Egolith thì luôn tiện dụng, vừa giúp nâng máy lên cho các bạn một tư thế gõ máy thoải mái, vừa tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Thêm vào đó thì bản lề còn mở được 180 độ, giúp các bạn làm việc được nhiều tư thế hơn cũng như là thuận tiện để trao đổi thông tin với người đối diện. Tổng thể hoàn thiện máy cực kỳ chắc chắn với khung máy được làm bằng nhôm, nên ZenBook 14 chỉ nặng 1,4 kg, độ dày là 16.9mm, chuẩn form một chiếc laptop văn phòng mỏng nhẹ, tính di động cao, và các bạn hoàn toàn có thể cầm máy bằng một tay hay mang laptop đi theo khắp nơi để làm việc học tập. Ngoài sự thay đổi về mặt ngoại hình thì điểm đáng giá nhất trên Asus ZenBook 14 chính là màn hình gương OLED với độ phân giải là 2,8K 2880x1800, siêu đẹp, siêu sắc nét trên một mẫu màn hình 14 inch, sở hữu thiết kế Nano S với 4 viền mỏng nên màn hình sẽ có tỷ lệ trên thân máy là 90%, đạt chuẩn tỷ lệ vàng là 16:10 cùng tần số quét ấn tượng là 90Hz trên một chiếc Ultrabook, và độ sáng cao lên đến 400 nits. Cho dù các bạn sử dụng trong nhà hay ngoài trời thì màn hình cũng có thể hiển thị rõ nét, không bị lóa. Màu sắc trên màn hình này cũng đạt chuẩn, không phải bàn, với 100% DCI-P3 và đạt chứng nhận Pantone về độ chuẩn màu sắc. Độ sai lệch màu thấp khi Delta E xấp xỉ bằng 1, gần như là giống với những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đặc biệt, màn hình OLED có khả năng bảo vệ mắt tốt hơn nhờ giảm thiểu ánh sáng xanh có hại, phát ra tới 70%. Và có thể thấy thì đây là một mẫu màn hình lý tưởng cho những ai làm về sáng tạo, nhất là những công việc liên quan đến xử lý hình ảnh, màu sắc. Các bạn sẽ không thể chê được bất cứ điều gì về chất lượng hình ảnh trên màn hình của Asus ZenBook. Cạnh trên được trang bị webcam tiêu chuẩn hỗ trợ các bạn học tập và làm việc trực tuyến. Và ở đây, Asus ZenBook 14 sở hữu cấu hình có thể phục vụ tốt các tác vụ văn phòng, giải trí cơ bản hay chỉnh sửa hình ảnh đơn giản nhờ chip Intel Core i5-1240P thế hệ thứ 12, bộ nhớ RAM 8GB và ổ cứng SSD là 512GB. Và với cấu hình trên còn đảm bảo khả năng đa nhiệm ổn định, truy xuất dữ liệu nhanh chóng, tạo không gian lưu trữ tốt và tối ưu hiệu suất cho chiếc laptop của các bạn. Bên cạnh đó thì ZenBook 14 còn được trang bị đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics, giúp các bạn có thể xử lý mượt mà các tác vụ đồ họa trên các phần mềm của Adobe như là Photoshop hay là AI. Bàn phím và phần shortcut cũng là một điểm cộng trên ZenBook 14. Ở đây chúng ta sẽ có layout phím hợp lý, hành trình phím sâu, kích thước phím lớn và sẽ đem đến trải nghiệm gõ chính xác. Phần tay khi tiếp xúc với bàn phím vô cùng thoải mái, dễ chịu. Và để tăng tính bảo mật cũng như là giúp máy khởi động nhanh hơn thì Asus còn tích hợp cảm biến vân tay một chạm ngay trên nút nguồn. Touchpad tích hợp cả bàn phím số thì luôn là điểm đặc trưng trên các dòng ZenBook, giúp cho việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Và ở đây chúng ta sẽ có phần touchpad có bề mặt siêu mịn chống bám vân tay khi được phủ một lớp nano và một lớp phủ PVD, giúp cho các thao tác cảm ứng đa điểm dễ dàng và phản hồi nhanh chóng. Cổng kết nối cũng được Asus trang bị đầy đủ trên ZenBook 14, bao gồm một cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, hai cổng Thunderbolt 4, một đầu lọc thẻ microSD, thuận tiện cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi hay trích xuất hình ảnh dữ liệu. Và với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế mới mẻ cùng màn hình OLED chuẩn từ chất lượng hình ảnh cho đến màu sắc, thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.